Phụ nữ mà đánh chồng thì sẽ như thế nào hả em Phương? Phương thì chưa đánh chồng bao giờ. Em nghĩ một trong người phụ nữ mà đánh chồng ấy thì chắc chắn luôn là họ sẽ bị gọi là cái sức chịu đựng quá rồi. Nhưng mà chắc chắn luôn một điều, khi mà phụ nữ vẫn còn tôn trọng chồng của mình thì họ sẽ không bao giờ gọi là hành động như vậy đâu. Và nếu như mà họ gọi là đọ sức thì Phương nghĩ là khẳng định luôn là chị em không bao giờ gọi là đánh thắng được chồng cả. Chỉ là người đàn ông đó đang nhường nhịn mà thôi. Hoặc là họ có một cái nguyên tắc bất di bất dịch, đó là không bao giờ động tay động chân với chị em phụ nữ. Chứ còn chắc chắn là chị em sẽ không bao giờ đánh thắng được người đàn ông đâu. Sức của họ phải gấp 3-4 lần so với sức của chị em phụ nữ. Thế nên với quan điểm về một người vợ của em Phương thì vợ vẫn là vợ. Việc mà chị xử lý khéo léo, chị xử lý khôn ngoan, đó là cách để chị đi vào trái tim của một người đàn ông. Cách mà chị khiến cho người đàn ông cảm thấy là luôn luôn muốn nâng niu và trân trọng người phụ nữ của mình. Chứ không phải là gọi là hét thật to, la thật to hay là dùng bạo lực. Đó không phải là cách xử lý khôn ngoan nhất. Mọi người có đồng tình với quan điểm của em Phương không nào?